Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến vấn đề uy tín của đảng Con Lừa đối với dân chúng Mỹ. Chúng tôi vừa thưa là 74% dân Mỹ nói rằng nước Mỹ đang chật đường rầy, thất bại về mọi phương diện, kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao. Rồi một cái cuộc thăm dò khác của Rasmussen cho thấy rằng 58% dân chúng Mỹ nói rằng những cái thủa hoàng kim của 4 năm Donald Trump đã lùi về quá khứ. Giờ này chúng ta chỉ nghĩ đến dĩ vãng mà tiếc. Giống như các văn sĩ người ta nói rằng dĩ vãng bao giờ cũng đẹp, hay ít nhất cũng không đến nỗi eo xèo như hiện tại. Thì 58% dân Mỹ nói rằng họ tiếc cho những cái năm hoàng kim Donald Trump đã qua đi. Bây giờ họ cảm thấy disappointed, là thất vọng, worry about the US future, và họ đang lo lắng về tương lai của nước Mỹ. Quá đúng. Bây giờ quý vị thấy rằng là cách đây vài ngày, cán bộ Tòa Bạch Cung đã ký tuyên hành ban hành một cái luật mới xài thêm 736 tỷ đô la. Trong đó có 400 tỷ đô la để lo vấn đề hâm nóng toàn cầu. Rồi bu. Giá xăng đang đắt, rồi kinh tế đắt đỏ, không lo mà lo hâm nóng toàn cầu. Nó dành ra 400 tỷ đô la. Tức là nó bày ra để nó ăn. Mấy nước cộng sản cũng vậy. Nó bày ra xây cái đài kỷ niệm này, cái nơi nọ để nó ăn tiền. Nó xây ra đường cầu cống rồi cao tốc để nó ăn tiền. Tôi đưa thí dụ, quý vị nhớ cái chiếc hàng không hạm Liêu Ninh của Tập Cận Bình không? Nó mua một cục sắt vụn của Ukraine vất trong nhà kho, và nó đô tốn 40 triệu đô la nó câu từ bên Ukraine để về tại Thượng Hải. Kết quả nó bỏ thêm 3 tỷ đô la để nó trùng tu cái hàng không mẫu hạm vất đi này. Thì trong đó nó ăn ít nhất là 2 tỷ. Nó chia nhau cho nên cha con cộng sản con nào nó nghèo đâu. 100 tỷ hết. Gia đình ra trận dân 500 tỷ, quý vị thấy không? Tập Cẩm Bình giờ này nó phải có ít nhất là 100 tỷ. Là vì chúng ta cứ nhìn thấy tài sản của nước Tàu nó đục khoét. Không có một nước cộng sản nào mà nó không đục khoét tài sản quốc gia. Nó gọi là rút ruột công trình. Thế thì nước Mỹ cũng vậy. Chưa đầy 2 năm mà cái tên cán ngỗ này nó xài gần 10.000 tỷ đô la. Thế thì tương lai con cháu Mỹ nó phải trả nợ chứ. Chúng ta đi làm phải đóng thuế trả nợ chứ. Rồi nó đưa ra những cái luật tăng thuế quá nhiều. Tăng thuế 25% cho những corporate tax. Người dân làm từ 100.000 đô la trở lên đều tăng thuế. Cho nên biết cái bọn cộng sản nói chung và cái bọn Con Lừa nói riêng, nó chuyên môn hủ hóa đất nước và tham nhũng. Nó đi đâu nó cũng tham nhũng, đi đâu nó cũng hối lộ. Cho nên 58% dân Mỹ người ta đang lo lắng cho tương lai của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Tổng cộng bây giờ đang gặp quá nhiều thiên tai, nào là mưa bão, động đất, lũ lụt, tàn phá từ Bắc Kinh ở vùng Trung Nam Hải đến Thiên An Môn, Quảng Đông, Quảng Tây, Liêu Ninh, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Tứ Xuyên. Tính đến ngày 22 tháng 8 vừa rồi, mưa đá, lốc xoáy vùi dập 28 tỉnh thành của Đông Nam nước Tàu, gây thảm họa, làm cho kinh hoàng và tan hoang, chết hàng ngàn người Vân Nam, rồi động đất 7.4, ngay cả những cái khách sạn 22 tầng cũng bị sập, rồi tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên cũng động đất 6.2. Nói tóm lại, cộng sản đang trong cái thời gian bị tiêu diệt, mà người làm không phải, trời làm. Chúng ta đừng ngạc nhiên một vài năm nữa không còn cộng sản. Và chúng ta đừng ngạc nhiên một vài năm nữa là Đài Loan sẽ về chiếm lại đại lục và lãnh đạo cả khối dân tộc. Đến giây phút đó dân tộc mới ngóc đầu lên được. Ngày nào còn Tập Cẩm Bình, còn cái bọn cán ngỗ, ngày đó dân tộc vẫn là ăn mày. Cho đến lúc mà chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của Tôn Dược Tiên, của Tưởng Giới Thạch, của Thái Anh Văn trở về đại lục, dân tàu bắt đầu phát triển và cuộc đời có ý nghĩa.
Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa là uộc Ukraine bây giờ tổng phản công để mà cho thế giới thấy rằng Putin đang bị thất bại, ê chề. Cái vùng Crimea là một cái vùng mà nó chiếm từ năm 2014. Trong suốt một tuần qua đã có hàng trăm binh lính bị chết và hai ba chục những cái kho vũ khí và kho lương thực của quân đội Nga đã bị tàn phá. Và Hà Lan ngày hôm qua đã tuyên bố yểm trợ 65 triệu euro cho Ukraine, sau khi Mỹ yểm trợ thêm 786 triệu đô la tiền vũ khí. Và nước Đức cũng yểm trợ 40 chiếc xe tăng và xe bọc sắt. Ba Lan tuyên bố sẽ tuyển trợ thêm 200 triệu đô la cho Ukraine trong cái cuộc thăm viếng của Tổng thống Ba Lan là ông Andrzej Duda, đi thăm viếng nước Ukraine lần thứ ba. Tất cả các quốc gia trên thế giới yểm trợ cho nước Ukraine, mạnh nhất chúng ta phải nói về tiền bạc Hoa Kỳ, về nhân đạo, về vũ khí và về lòng quyết tâm giúp người tị nạn Ba Lan. Cho đến bây giờ Ba Lan có đến 4-5 triệu người Ukraine đang sinh sống. Và Tổng thống Duda của nước Ba Lan đã viếng thăm 2-3 lần và đem theo những viện trợ tuyệt vời. Trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc đang có cuộc họp nghiêm trọng về vấn đề nguyên tử của nhà lò máy nguyên tử Zaporizhzhia của Ukraine có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, và nếu chuyện xảy ra thì sẽ giết hàng triệu người ở Ukraine cũng như là ở các quốc gia lân cận. Vì vậy cho nên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã kêu gọi dân chúng Mỹ phải rút ra khỏi Ukraine ngay lập tức, và nếu cần những phương tiện chuyên chở, chính phủ vẫn cung cấp. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng cái lò máy nguyên tử này đang nóng lên. Và nếu Putin trở thành một con chó điên, khốn cùng thì nó cắn đậu, có thể nó làm cho nổ tung nhà máy nguyên tử thì chết cả đám là như thế. Ukraine rồi Romania rồi Ba Lan rồi Belarus. Trong khi đó thì quân của Belarus đang thực tập chiến tranh với lại Nga để có thể tấn công Ukraine. Chúng ta là có một bản tin khác là bổ túc thêm cái vấn đề thiên tai tại Tàu Cộng. Trong tháng qua, gần một nửa đất nước Tàu Cộng đã bị bao phủ nhiệt độ cao khiến cho vùng hạn hán mở rộng, gây ảnh hưởng nguồn cung cấp điện và nguy cơ mùa màng. Hôm 21 tháng 8 vừa rồi, Đài quan sát khí tượng trung ương của Tàu Cộng đưa ra nhiều cảnh cáo hạn hán màu da cam. Nhiệt độ cao bao trùm một nửa diện tích Trung Quốc. Để quý vị thấy, người dân tàu bây giờ đang khốn nạn vô cùng. Vào lúc 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, Đài quan sát Trung ương Tàu Cộng đưa ra cảnh báo nhiệt độ màu đỏ cho các vùng Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy, Nam Giang Tô, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Chiết Giang, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Đông và Bắc Quý Châu có nhiệt độ cao từ 35 đến 39, 40 độ C. Quý vị thấy chưa? Trong đó cái nhiệt độ cao nhất các khu vực phía Nam, Thiểm Tây, Đông, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, nhiệt độ có thể lên trên 40 độ C. Nhìn chung khoảng 17 tỉnh, khu tự trị thành phố sẽ phải hứng chịu thời tiết nhiệt độ cao khủng khiếp. Kể từ ngày 21 tháng 7 đến nay, Tàu Cộng đã trải qua 32 ngày liên tiếp có nhiệt độ cao. Và lúc 6 giờ tối thứ Bảy, Đài quan sát tàu cho biết là danh sách 10 khu vực hàng đầu, cả 10 khu vực đều ở nhiệt độ trên 43 độ C. Đến ngày 25 tháng 8, Trùng Khánh duy trì tốc độ có lúc lên đến 45 độ C. Hơn 200 trạm đài quan sát nhiệt độ cao kỷ lục như là Trùng Khánh lên tới 47 độ C. Và sức nóng sẽ kéo dài đến ít nhất là ngày 28 tháng 8 này. Cho nên rất nhiều người đã qua đời, chịu không nổi sức nóng và súc vật cũng như là hạn hán thiếu nước. Giữa đợt nóng kỷ lục cho biết rằng đây là hạn hán lâu nhất trong vòng 9 năm vừa qua.
Vào chủ nhật vừa rồi, Đài Loan, Đài quan sát liên tục đưa ra cảnh cáo trong 3 ngày tới, hầu hết nhiệt ở vùng sông Dương Tử cũng sẽ xuống mức kỷ lục và nóng sẽ lên đến 49.000 hecta đất nông nghiệp 34 huyện nứt và không còn cày cấy gì được. Từ hạ lưu sông Dương Tử xuống trung tâm Hồ Nam, vì nhiệt độ liên tục lên 43 độ cho nên dòng sông Gia Lăng nổi tiếng ở Trùng Khánh đã khô cạn. Quý vị đã thấy nước tàu bây giờ khổ sở chưa? Rồi các chuyên gia xác định thì đây là một cái vụ nóng nhất trong suốt 600 năm qua từ thời nhà Minh. Cho nên chúng ta phải công nhận Thượng Đế đang trừng phạt nước tàu. Trong khi đó thì mưa lớn ở phía bắc tàu cộng, cơ quan cho thấy rằng là mưa những nơi Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hắc Long Giang phải đối mặt với mưa lớn suốt cả tuần tới. Có nơi mưa lớn thật nhiều trong suốt 100 năm qua, từ 30 đến 60mm trong vòng 1 giờ, và nhiều nơi bị lụt lội. Cho đến bây giờ đã có 23 người thiệt mạng và 8 người mất tích ngay ở vùng Đại Đồng ở thành phố Tây Ninh ở tỉnh Thanh Hải. Chỉ có một nơi không thôi. Bởi vậy cho nên Tập Cận Bình đang thời tận diệt. Và cho đến bây giờ có hàng 10.000 triệu phú tàu cộng cán ngố đem ra khỏi nước 48 tỷ đô la. Và đa số là họ đến Hoa Kỳ. Cho nên quý vị không ngạc nhiên tại sao Hoa Kỳ nhà nó đắt đỏ. Quý vị biết rằng ở bên vùng Irvine, những cái căn nhà vứt đi cách đây vào khoảng 1 năm mua vào khoảng 100-200 ngàn, giờ này 1.500.000 đô la. Là vì tụi cán ngố tàu cộng với tụi cộng sản nó đem tiền qua Mỹ, nó trả tiền mặt. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng nước tàu đang mạt vận. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.